Chào các bạn. Chúc các bạn buổi trưa vui vẻ. Chào mọi người nhé. Chào Nguyễn Kim Hiệp nhé. Chào Thảo Tống Trang. Chào mọi người nhé. Các bạn chia sẻ đi nào. Chia sẻ hội nhóm, chia sẻ công khai nào. Phạm Mỹ Duyên, chào. Thanh Quang Đô, xin chào nhé. Chào mọi người nhé, các bạn chia sẻ hội nhóm nào. Hôm nay là thứ tư, ngày 27 tháng 3 2019. Bây giờ là 12 giờ. Đúng 12 giờ luôn. Chào Ngọc Na. Cô đang phát trực tiếp để xem mệnh tạo phúc cho mọi người nhé. Để được hữu duyên, gieo duyên gieo phúc. Các bạn chia sẻ hội nhóm, chia sẻ công khai nhé. Ấn theo dõi kết bạn Facebook. Chào cô. Ngày hôm qua là không liver rồi. Ngày hôm qua nghỉ không liver rồi. Hôm qua là ngày 26 tháng 3. Hoa Ruby chào. Chào Phương Anh Dương nhé. Chào Khoai Tây. Bạn nào chia sẻ biết là đã chia sẻ cho cô nha. Để cô được xem cho mọi người nha. Hôm nay à, các bạn để lại ngọn ngày tháng năm sinh cho cô nhé. Hôm nay cô xem bằng đồng tiền đài. Hôm nay cô sẽ xem cả tiền đài và cả bài luôn nhé. Cả tiền đài và cả bài luôn. Bạn nào chia sẻ biết là đã chia sẻ cho cô nhé. Chào bạn Huế, chào Vân Lê, Phạm Ánh Dương, xin chào nhé. Các bạn chia sẻ đi nào để cô nhìn thấy comment nào. Cô chào Đức nhé. Các bạn nào chia sẻ biết là đã chia sẻ cho cô nhé. Để luôn ngày tháng năm sinh nhá. Để luôn ngày tháng năm sinh bên cạnh cho cô nhé. Nguyễn Kim Hiệp, chia sẻ đi nhá. Các bạn chia sẻ đi để cô nhìn thấy comment của mình nào. Chia sẻ nhanh, chia sẻ mạnh, thời gian trôi đi rất nhanh, một tiếng không phải là lâu đâu nhá. Một tiếng trôi đi nhanh lắm nhá. Cho nên là các bạn chia sẻ đi nhá. Chia sẻ hội nhóm, chia sẻ công khai cho cô, chia sẻ trực tiếp cái liver này cho cô đi. Bạn nào chia sẻ biết là đã chia sẻ thì là ngày tháng năm sinh, không bị ẩn comment này. Ổn ẩn comment nhá. Ẩn comment là cô không xem được đâu. Chào Đan Linh nhá. Rồi bắt đầu nhá, bắt đầu để xem cho mọi người nhá. Các bạn chia sẻ biết là đã chia sẻ cho cô nhá. Ngọc Trâm, cô nhìn thấy rồi. Cô Út, xin chào. Bắt đầu nhá, xem từ trên xuống nhá. Khi cô đang live tốt nhất là đừng bạn nào gọi sang bây giờ nhá. Đừng bạn nào gọi sang nhá. Cô chào Chiến MC. Dương Văn Nhi, sinh năm 1971. Hoàng Thị Xuân, hai vợ chồng cùng tuổi à. Dương Văn Nhi, sinh năm 1971. Vợ là Hoàng Thị Xuân, cũng sinh năm 1971. Hai cái tuổi cung mệnh là được. Cái mệnh rất là hợp luôn nhá. Mệnh rất là hợp nhưng mà cái cung thì khắc khẩu nhau nhá. Khắc khẩu nhau ở cái cung công danh sự nghiệp năm nay của hai vợ chồng mình làm ăn có được thuận hay không. Công việc làm ăn năm nay của mình liên quan đến tiền nong. Công việc bắt đầu thuận từ tháng 5 trở đi nhá. Trong tháng 10 âm lịch cẩn thận là mất tiền mất của nhá. Âm lịch nhá. 1971 vận hạn đi lại tránh cho cô tháng 12 âm lịch cuối năm. Năm nay 2019 này nhá. Đi xe đi cộ cẩn thận một chút. Còn về công việc làm ăn thì thuận từ tháng 5 trở đi. Năm nay muốn đầu tư bỏ tiền ra làm cái gì đó thì cũng chỉ từ tháng 5 trở đi. Được chút ít thôi chứ không phải là được hẳn đâu nhá.
Còn về cửa nhà gia sự mồ mả đất cát âm phần ở đây báo nhà mình bị mất mồ mất mả nhé, mả dài nằm gối đầu nhau vẫn còn nhá. Thờ cúng các cụ gia tiên tiền tổ thì rất là đẹp luôn nhá, thờ cúng đến nơi đến chốn, nhà mình thờ cúng đẹp này. Đất ở nhà mình hiện nay cũng rất là yên, đất không bị động đâu, yên tâm nhá. Rất hợp với chủ hợp với đất rồi, đất này ở rất là tốt. Các bạn muốn xem về vấn đề gì thì viết vấn đề đó ra cho cô nhá. Các bạn chia sẻ đi để cô nhìn thấy comment của mình nào. Bạn nào muốn xem vấn đề gì thì viết vấn đề đó ra. Cửa nhà gia sự mồ mả âm phần hay là viết về duyên hay là công việc làm ăn nhá. Tiếp nha. Đã chia sẻ của Mộng Thị Thanh Huế sinh năm 98. Mộng Thị Thanh Huế sinh năm 1998 Mậu Dần, Mộng Thị Thanh Huế nhá. Cái tuổi Mậu Dần của con nếu như mà còn đang học bây giờ thì con được học rất là tốt nhá, rất là tốt, rất là thuận về con đường học hành nhá. Sau này cái tuổi 1998 Mậu Dần công danh sự nghiệp làm ăn, về sau có quý nhân phù trợ cái tuổi Mậu Dần của mình nhá, tuổi về sau có quý nhân phù trợ công danh sự nghiệp làm ăn cũng rất là thịnh. Nhưng mà về bên đằng bố đẻ nhà mình hiện tại là có ông Mãnh chết trẻ rất thiêng, ông bộ đội nhá, chết trẻ rất là thiêng, hiện nay cô đi thấy đi theo mình đấy nhá. Còn về cái chữ duyên của mình thì không có duyên âm, con đường tình duyên rất là đẹp. Mỗi tuổi cái chữ Mậu Dần của mình là vướng phải căn số thôi nhá. Công danh sự nghiệp sau này là có quý nhân phù trợ làm ăn cũng rất tốt đây. Có hậu về sau từ tuổi 38, 39 trở đi của ăn của để là mình có nhá. Mỗi tội cái chữ duyên của mình thì nó cái phần duyên của mình là mình vướng phải duyên âm, vướng phải căn số. Trọng Hoành xin chào nhé, để lại ngày tháng năm sinh nào. Các bạn để lại họ và tên ngày tháng năm sinh bên cạnh nha. Thảo Tống Trang sinh năm 1990 đã chia sẻ. Cay mắt quá nhỉ. Thảo Tống Trang, Tống Thị Trang Thảo sinh năm 1990 Canh Ngọ. Cái tuổi Canh Ngọ năm nay lộc làm ăn rất tốt luôn nhá. Kinh doanh buôn bán làm ăn rất là thịnh luôn. Mình có lộc làm ăn kinh doanh buôn bán đấy nhá. 1990 của mình đi xa có được hay không? Cái tuổi 90 Canh Ngọ của mình đi xa làm ăn cũng rất tốt nhá. Có duyên đi làm ăn xa nữa đấy nhá. Lộc kinh doanh buôn bán cũng có nhá. Nhưng mà vận hạn đi lại tránh cho cô tháng 3 và tháng 4 âm lịch nhé. Trong hai cái tháng này đi xe đi cộ phải cẩn thận cho cô nhé. Công danh sự nghiệp làm ăn của mình bắt đầu thuận từ tháng 3 trở đi nhé. Bước sang tháng 3 âm lịch làm ăn rất tốt, thịnh cực kỳ luôn nhé. Nhà mình là có một ông Mãnh và một bà cô chết trẻ, hiện nay là đi hợp với cái tuổi 1990 Canh Ngọ của mình lắm nhé. Rất là hợp luôn đấy nhé. 1990 Canh Ngọ chịu khó đi lễ, đi bái, đi đền, đi chùa đi. Đi dâng lễ, dâng hương đi. Để xin thêm cái lộc làm ăn của mình, không mình có làm ra nhiều tiền thì nó vẫn được bị hao tài tốn của nhá. Chịu khó đi lễ đi bái đi. Các bạn chia sẻ đi nào để cô nhìn thấy comment của mình nào. Hôm nay là thứ tư, ngày 27 tháng 3 năm 2019, bây giờ là 12 giờ 10 phút. Cô đang phát trực tiếp để xem bệnh tạo phúc cho mọi người. Ở trên này cũng rất đông, một mình cô thì không thể xem hết cho tất cả các bạn một lúc. Cho nên là bạn nào mà chưa được xem thì tối nay cô live xem tiếp cho mọi người. Còn bạn nào có nhu cầu xem riêng cửa nhà gia sự mồ mả đất cát âm phần nhà mình thì để lại số điện thoại comment singer viết xem riêng nhá. Và xem riêng chúng ta đặt lễ cho cô để cô xếp lịch cô gọi cho mình nhá. Còn bạn nào kinh doanh buôn bán làm ăn khó khăn bấp bênh trắc trở, càng làm càng mất, làm đến đâu hết đến đó, công việc làm ăn nó không được thuận, không được thịnh. Nó quá bấp bênh với con đường làm ăn, bạn nào muốn thỉnh vòng định ấn, công danh sự nghiệp làm ăn vận hạn, sát quỷ trường tà hút tài hút lộc tìm lại những gì mà mình đã mất thì các bạn để lại số điện thoại comment singer viết là vòng ấn làm ăn cho cô. Tiếp nhá, để xem tiếp nhá. Các bạn chia sẻ đi nhá. Cay mắt quá. Mở hết cửa ra đi, cay mắt quá. Không thở được gì. Thanh Phương à. Cô chào cô Út nhá. Nguyễn Kim Hiệp sinh năm 1979. Nguyễn Kim Hiệp sinh năm 1979, 1979 của bạn Nguyễn Kim Hiệp 79 là kỷ mùi, năm nay là 41 tuổi, cái tuổi 79 nhá. Các
Công việc làm ăn của mình hiện nay thì đã có rồi, công danh sự nghiệp làm ăn có được thuận buồm xuôi gió hay không? Dạo này phải nói công việc làm ăn tuy rằng có nhưng vẫn hiện tại đến thời điểm hiện tại vẫn còn bấp bênh rất nhiều, công danh sự nghiệp làm ăn chưa được thuận đâu nhá. Chưa được thuận đâu. 1979, nếu như mà trong năm nay có thuận thì phải từ tháng 8 trở đi mới bắt đầu được thuận nhá, cái tuổi 79 của mình nhá. Bước sang tháng 8 công danh sự nghiệp làm ăn mới bắt đầu được thuận. Vận hạn đi lại, tránh cho cô tháng 3 và tháng 8 âm lịch nhá, đi xe đi cộ phải cẩn thận cho cô một chút nhá. Cửa nhà gia sự mồ mả đất cát âm phần nhà mình nói về phần âm, hiện nay thì không bị động đâu nhá. Âm phần mồ mả đất cát gia sự nhà mình hoàn toàn yên, nhà mình có một ông mãnh chết trẻ cũng rất là thiêng nhá. Và vợ chồng mình cũng có sa sảy một bận con gái nó gọi là cô bé đỏ tại gia nữa nhá. Cửa nhà gia sự thì rất là ấm rồi, thờ cúng gia tiên tiền tổ đến nơi đến chốn thờ cúng rất là tốt rồi. Đất ở nhà mình hiện nay đã được hay chưa, nói về phần đất nhà mình hiện nay á, nói là không bị động long mạch đâu nhá. Đất ở rất là yên, bên cạnh nhà mình hiện nay đang có người xây nhà nhá, nhưng mà không bị động long mạch đâu nhá. Các bạn chia sẻ đi nào để cô nhìn thấy comment của mình nào. Khoai tây 1997 công danh tình duyên. Bạn Khoai tây sinh năm 1997 về đường công danh sự nghiệp tuổi 97, năm ngoái làm ăn cũng bấp bênh rồi nhá. Năm nay công danh sự nghiệp làm ăn của cái tuổi 1997 đinh sửu đứng chữ đinh, công việc làm ăn năm nay vẫn bị bấp bênh thị phi bon chen trên ngang chắc trở, công danh sự nghiệp làm ăn chưa thuận đâu nhá. Cố gắng hết năm nay nhá. Còn về con đường tình duyên của mình có duyên âm đi theo hay không? Ở đây là mình không có duyên âm đi theo nhá. Không có duyên âm mà cũng không vướng phải duyên tiền kiếp, cái tuổi 97 đinh sửu của mình là vướng phải căn số nhá. Mình là có căn tu, chịu khó đi lễ đi bái đi đền đi chùa cho nó yên bản mệnh đi nhá. Thì con đường tình duyên của mình khắc được trọn vẹn. Và sau này có đi lấy chồng thì phải làm cái lễ trả nợ tào quan, trả nợ tam tứ phủ cho mình nhá. Thì công việc làm ăn và đường tình duyên nó khắc được thuận nhá. Thành Xuân Minh sinh năm 1995. Thành Xuân Luân à, sinh năm 1995, 1995 bất hợi, năm nay là 25 tuổi Xuân Luân nhá. Công việc làm ăn của Xuân Luân từ đầu năm đến giờ cũng bấp bênh chắc trở chứ chưa được thuận buồm xuôi gió đâu nhá. Cái tuổi 95 nhá. 1995 đi xa thì công danh sự nghiệp làm ăn mới được toại nguyện nhá. Mình mà ở gần công việc làm ăn sẽ bị bấp bênh chắc trở nhá. 1995 về con đường tình duyên của mình cũng rất đẹp, mình không có duyên âm đâu nhá. Mình không có duyên âm đi theo đâu. Không có duyên âm, không có vong tà đi theo gì cả đâu nhá. Đường tình duyên rất là thuận, rất là đẹp. 1995 cái tuổi ất hợi nhá. Đứng cái chữ ất, ất biến vi vương, ất biến vi vong. Tài lộc làm ăn của mình sau này nếu muốn giữ được tiền được của ít nhất phải qua cái tuổi 33 trở đi nhá. 33 trở đi làm ăn mới tốt nhá. Vân Lê, chồng là Nguyễn Đình. Vân Lê inbox lại cho cô nhé. Hoa Ruby sinh năm 1982, Nguyễn Thị Hương. Nguyễn Thị Hương sinh năm 1982 nhâm tuất, cái tuổi nhâm tuất của bạn Nguyễn Thị Hương nhé, đứng cái chữ nhâm. Ở đây là cô thấy mình cũng buồn vui thì ít thôi nhé. Căn cô 9, căn đồng số lính nặng về căn số bạn Hoa Ruby nhé. Căn đồng số lính có căn có số nhé. Cái này một là mình phải ra trình đồng mở phủ đi nhá. Hai là phải đi trả mã tiến căn cho nó được yên bản mệnh đi bạn Hoa Ruby nhé. Công danh sự nghiệp làm ăn của mình thì vẫn còn bấp bênh rất nhiều, thị phi bon chen trên ngang chắc trở, công việc làm ăn chưa được thuận buồm xuôi gió đâu nhá. Cố gắng hết năm nay đi nhá. Tuy vận hạn của mình thì không có đâu nhưng mà công việc làm ăn nó sẽ bị bấp bênh nhá. Cửa nhà gia sự mồ mả đất cát âm phần nhà mình thì rất là yên rồi, ở đây không bị động, nhưng nhà mình có ông mãnh chết trẻ bên đằng bố đẻ nhà mình đi theo đấy nhá. Chịu khó đi lễ ở đâu thì cũng phải khấn vọng đến ông mãnh này đi nhá. Đường tài lộc làm ăn khắc được thuận nhá. Chồng 83 vợ 88 của bạn Ma Thị Nghị. Chồng 83 là mệnh thủy, vợ 88 là mệnh mộc, mộc thủy được tương sinh nhá. Được cái mệnh tương sinh tương trợ về cho nhau, công việc làm ăn rất tốt. Công danh sự nghiệp làm ăn tuy rằng có A Di Đà Phật, tuy rằng có công danh sự nghiệp làm ăn nhưng mà đến thời điểm hiện tại công việc làm ăn vẫn còn quá bấp bênh luôn nhé. Tiền không có của thì không, vẫn còn eo hẹp về đồng ngân xuyến lắm nha.
1988, năm ngoái thì mất tiền rất nhiều rồi nhá. Nhưng mà bước sang năm Kỷ Hợi này, công danh sự nghiệp làm ăn của mình thuận hơn cái tuổi 83 nhé. Năm nay muốn đầu ăn tư làm ăn kinh doanh buôn bán hay muốn mở quán mở xá đi làm ăn xa cũng rất là thuận luôn nhá. Cái tuổi 88 Mậu Thìn nhá. Xin lỗi tình yêu, xin chào nhá. Comment nó trôi đi nhanh quá nên là đọc nó. Các bạn để lại họ và tên ngày tháng năm sinh cho cô nào. Đạt Phạm. Kinh doanh à, 1993. Đạt Phạm sinh năm 1993. Cái tuổi 93 của bạn Đạt Phạm kinh doanh buôn bán năm 2019. Năm nay là hạn tam tai, muốn đầu tư làm ăn kinh doanh buôn bán thì nên làm một mình thôi nhá, không nên làm chung nhá. Cái tuổi của mình làm chung nó sẽ không được thành công đâu nhá. Và trong nay năm nay không được tin bạn thiên bề quá, có ai hỏi mượn tiền mượn của hay rủ dê làm ăn chung, cái gì đó tốt nhất là đừng làm nhá. Mình tự làm thì sẽ được thành công, mà mình làm chung thì làm ăn nó không được đâu. Còn về cái chữ duyên của mình phải đi trả nợ duyên tiền kiếp đi. Ở đây cô thấy con đường tình duyên của mình hơi bấp bênh một chút cái chữ duyên nhá. Phải đi trả nợ duyên tiền kiếp đi thì con đường tình duyên sau này mới được trọn vẹn về sau. Nếu như mà không làm thì sau này nó sẽ bị đứt gánh trên đường với cái chữ duyên. Nguyễn Xuân Hưng. Xuân Hưng cô xem rồi nhá. Đan Linh, con gái. Viết ngắn thôi tại vì con mượn nó trôi rất nhanh. Nguyễn Đình Hà, sinh năm 1990, vợ Lê Thị Vân, sinh năm 98. Hà, sinh năm 1990, vợ sinh năm 1998, 1990 là thổ, hai vợ chồng là cùng mệnh nhá. Hai người này, cái cung, cái mệnh đều rất là tốt nhá. Cái cung, cái mệnh hợp tương sinh, tương trợ cho nhau làm ăn, công danh sự nghiệp làm ăn rất là tốt. Nhưng mà về cái 1990 là canh ngọ, cái chữ canh của mình ấy thì là có căn đồng số lính, chồng mình là đôi khi hay thay đổi tính nết rất là thất thường luôn nhé. Chữ canh nhá, nhăn cái chán nên phải có cái 6 cái ngấn ở trên chán ấy, đấy là canh ngọ nhá. Công việc làm ăn của hai vợ chồng mình năm nay có được thuận hay không? 1990, 1998 đường tài vận, công danh sự nghiệp làm ăn năm nay sẽ bị thị phi nhá. Có kẻ tiểu nhân người ta chọc gậy bánh xe phá ngang về con đường tiền tài của mình đấy nhá. Trong tháng 5 và tháng 8 âm lịch, hai cái tháng này là đề phòng kẻ tiểu nhân nhá. Tháng 5 và tháng 8 âm lịch đề phòng kẻ tiểu nhân cho cô nhá. Còn về vận hạn đi lại từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch, đi xe đi cổ phải giữ gìn một chút cho cái tuổi 1998 Mậu Dần nhá. Cửa nhà gia sử mồ mả đất cát, âm phần nhà mình hiện nay thì không bị động đâu nhá. Âm phần nhà mình hoàn toàn yên nhá. Thờ cúng các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình đã được hay chưa? Nói về phần thờ cúng quá đẹp luôn, không chê đâu nhá. Nhưng mà ở cái đất nhà mình, trước cổng nhà mình thì cô đi đường vào nhà mình là nó có hơi có âm khí, hơi nặng. Còn cái đất nhà mình ở rất là yên rồi, đẹp. Đẹp lắm. Chào Phương Dương. Hương Nguyên chồng 81 vợ 85. Hương Nguyên chồng 81 vợ sinh năm 1985. 81 là mệnh mộc, 85 là mệnh kim. Kim mộc thì tương khắc cung mệnh của hai vợ chồng này, muốn ăn ở được với nhau chọn đời chọn kiếp về sau thì cũng phải đi di cung hoán số cải tử hoàn sinh đi. 1981 cũng là căn đồng số lính rất nặng về căn về quả, có cái giác quan thứ 6 rất chuẩn, có cái linh cảm rất tốt luôn nhá. Chuẩn bị xảy ra cái gì, chuẩn bị đến cái gì cũng dự đoán được biết trước sắp xảy ra cái gì đó nhá. Công danh sự nghiệp làm ăn của hai vợ chồng mình năm nay thuận từ tháng 5 trở đi nhé. Bước sang tháng 5 âm lịch, công danh sự nghiệp làm ăn cực kỳ thuận buồm xuôi gió nhé. Trong cái tháng 3 âm lịch cẩn thận liên quan tiền nong, mất tiền mất của nhé. Tháng 10, tháng 11 đi xe đi cổ phải giữ gìn cẩn thận nhé, liên quan đến xe cổ. Và giờ trong dân chung nội tộc thì mình cũng có người làm thầy nhé. Cũng có người làm thầy rồi. Cửa nhà gia sự mồ mả đất cát, âm phần nhà mình thì rất là đẹp luôn nhé. Thờ cũng gia tiên tiền tổ, mỗi là vợ chồng mình có sa sảy một bạn con trai gọi là cậu bé đỏ tại gia đấy nhé. Nguyễn Phương Linh 7384. Nguyễn Phương Linh 73 là 73 là Quý Sửu, 84 là Giáp Tý. 1973 là mình mộc, 84 Giáp Tý. Hai cái tuổi cung mệnh của hai vợ chồng mình cũng rất là khắc khẩu với nhau nhá. Khác nhau ở cái khẩu ấy, 1984 Phật đàn bà nhưng cũng phải trụ cột gia đình, tuy rằng mình rất ít tuổi nhưng mà phải đảm đang một cái trọng trách rất là lớn. Phật đàn bà nhưng phải trụ cột gia đình. Buồn thì nhiều, vui thì ít. Ôm dâm nặng bụng thì làm ơn bác oán, đôi khi mình có thì người ta đến, mình hết thì người ta đi. Công danh sự nghiệp làm ăn của mình năm nay cũng rất là thuận nhá. Đường tài lộc làm ăn của mình rất tốt, nhưng mà cái tuổi 84 Giáp Tý của mình nặng về căn cô 9, muốn giữ được lộc làm ăn hay là muốn công danh sự nghiệp làm ăn được thịnh vượng thì phải đi đền cô 9 để xin lộc làm ăn cho cô nhá. Cô 9 Thanh Hóa nhá. Và trong chốn gia chung nội tộc bên đằng nhà chồng mình cũng có người làm thầy đấy nhá. Công việc làm ăn của mình thuận từ tháng 3 trở đi nhá.
Các bạn chia sẻ đi nào để cô nhìn thấy comment của mình nào. Bây giờ là 12 giờ 20 phút, cô đang phát trực tiếp để xem mình tạo phúc cho một người. Hôm nay là thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 2019 nhá. Thế này ở trên này cũng rất đông, một mình cô thì không thể xem hết cho tất cả các bạn một lúc, thì các bạn để lại. Bạn nào muốn xem riêng trực tiếp gọi qua Messenger thì các bạn để lại số điện thoại qua Messenger, biết là xem riêng. Và xem riêng chúng ta đặt lễ cho cô để cô xếp lịch cô gọi nhá. Cô xếp lịch gọi theo lịch. Còn bạn nào muốn thỉnh vòng, thỉnh ấn, công danh, sự nghiệp, làm ăn, vận hạn, sát quỷ trừ tà, đừng tìm lại những gì mà mình đã mất để cho các bạn khó khăn. Các bạn đi nào vào ngõ cụt rồi, bạn muốn thỉnh ấn, thỉnh vòng, thỉnh lệnh hay là muốn thỉnh Phật thì để lại số điện thoại comment singer biết là vòng và ấn làm ăn. Bạn nào muốn làm bùa bán đất thì để lại số điện thoại comment singer biết là bùa bán đất, bùa đòi nợ hay là bùa yêu. Bùa yêu thì làm cho các cặp vợ chồng thôi, để giữ hạnh phúc gia đình thôi. Các bạn chia sẻ đi để cô nhìn thấy comment của mình nhá. Chia sẻ hội nhóm, chia sẻ công khai nhá. Ngô Thị Thu Hiền 1992, Hiền Ngô. Ngô Thị Thu Hiền sinh năm 1990, Ngô Thị Thu Hiền nhá. Cái quy của mình là 3 năm nay rồi làm ăn nó không được thuận đâu. Ở đây là cô thấy mình buồn 3 năm nay rồi, công việc làm ăn chả đâu mà biết đâu cả đâu nhá. Công danh sự nghiệp làm ăn thì lúc bấp ba bấp bênh bập bà bập bóm chả thuận tí nào đâu nhá. 1990 cái ngọ có số đi xa hay không? Cái tuổi của mình cũng không có số đi xa đâu cái ngọ nhá. Công danh sự nghiệp làm ăn kinh doanh buôn bán có lộc hay không? Mình không có lộc buôn bán đâu nhá. Ở đây là mình muốn làm được thì trước tiên mình phải yên bản mệnh của mình đã nhá. Căn đồng số lính nặng vì căn số, có căn số rất là nặng luôn nhá. Ở đây là mình nặng về trên ngàn, gọi là cô bé thượng ngàn nhá, nặng về trên ngàn đấy, cô bé đấy. Muốn giữ được lộc làm ăn thì chịu khó đi lễ đi bái đi nhá. Công danh sự nghiệp làm ăn thắng mình được thuận, nhà mình có một bà tổ cô bên đằng nhà bố đẻ mình rất là thiêng nhá. Tổ cô bên đằng bố đẻ chứ không phải bên đằng nhà chồng đâu. Nếu mà đi lấy chồng bảo lấy bên nhà chồng thì không phải đâu nhá. Bên bố đẻ nhà mình có bà tổ cô đi theo mình, độ cho mình rất tốt, cho mình ăn công ăn lộc, lộc âm thì nhiều, lộc trần thì ít, nhưng mà con đường kêu cầu của mình không có nhá. Mình chỉ có kêu cầu đường âm phần đi và đi lễ đi bái nhiều vào, và sau này ra một là ra trình đồng một phủ, nếu không trình được thì phải ra trả mã tiến căn đi nhá. Bạn Ngô Thị Thu Hiền nhá, có căn số. Cho nên là công cuộc sống của mình nó bấp bênh lắm. Đào Văn Cung 1984, Ngô Thị Yến 1992, hai người này cùng mệnh kim nhá. Tuy rằng cách xa nhau rất là nhiều tuổi và lại cùng được cái mệnh kim, đấy là được cái mệnh kim tương hợp, nhưng mà về cái cung thì khắc khẩu nhau nhá. Cái tuổi 1992 này nở về tào quan, nở về tam phủ trong mệnh nhá. Cho này mình phải trả nợ tào quan, trả nợ tam phủ trong mệnh, vẫn đi cắt lại cái duyên âm của mình đi nhá. Cái đường duyên âm của mình là chưa cắt được đâu đấy nhá. Công danh sự nghiệp làm ăn của hai vợ chồng mình cái tuổi 92 nhâm thân năm nay là công việc làm ăn của mình nó không được thuận đâu, sẽ bị bấp bênh đấy nhá. Còn về cái tuổi 1984 của chồng mình năm nay có cơ hội làm ăn rất là lên luôn nhá. Trong tháng 4 tháng 5 trở đi cái cơ hội này mà nắm bắt được ấy thì làm ăn lên rất là nhanh nhá. Còn nếu mà không nắm bắt được thì nó lại xuống trung bình nhá. Trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch nắm bắt được cơ hội đó thì mình lên rất nhanh luôn, nhớ kỹ cho cô nhá. Cửa nhà gia sử mùa mả đất cát năm phần, nhà mình hiện nay thì bị không bị động, nhưng mà nhà mình là bị mất mồ mất mả nhá. Mả dài nằm gối đầu nhau thì vẫn còn, tức là nhà mình chưa bốc hết mồ hết mả đâu nhá. Thờ cũng ra tiên tiền tổ nhà mình thì đến nơi đến chốn nhà mình thờ cũng rất là tốt, nhưng mà thay lại cho cô cái chén nước đi nhá. Bát nhang nhà mình đẹp chứ không ảnh hưởng gì đâu nhá. Các bạn chia sẻ đi nào để cô nhìn thấy comment của mình nào. Bạn nào muốn xem cái gì thờ đó thì viết cái đấy ra nhá. Muốn xem về vấn đề gì thì viết cái vấn đề đó ra. 9396 con sắp sinh em bé à, nhờ con xem giúp. 1993, 1996 Bính Tý, 1993 là Quý Dậu. Một người thủy, một người kim, thủy sinh kim. Về được con cái mẹ tròn con vuông không sợ đâu nhá. Mẹ tròn con vuông nhá. Yên tâm nhá. Phạm Văn Hùng sinh năm 1990, vợ sinh năm 1989. Phạm Văn Hùng sinh năm 1990, vợ sinh năm 1989. Cái tuổi 89 của vợ mình đi làm lễ giải hạn tam tai đầu năm cho cô nhá. Ở đây mình vướng phải hạn tam tai nhá. Công danh sự nghiệp làm ăn của hai vợ chồng mình nhá. Đường tài lộc làm ăn từ khi bước chân đến nhau đến bây giờ, công danh sự nghiệp làm ăn quá bấp bênh luôn nhá. Tiền không có của thì không đâu, đến thời điểm hiện tại cô cũng không nhìn thấy mình có tiền đâu nhá. Còn bước sang năm 2019, công danh sự nghiệp làm ăn 10 phân thì vẹn cả 10, mỗi tuổi là cái tuổi 89 là vướng phải hạn tam tai thôi nhá. Công việc năm nay làm ăn rất tốt, chúc mừng nhá.
Nguyễn Thị Phong sinh năm 84, chồng sinh năm 1980. Kim Mộc, Mộc Kim thì tương khắc rồi, vợ thì khắc chồng rồi nhá. Vợ khắc chồng đấy chứ không phải chồng khắc vợ đâu. 1984-1980, 80 và 84, Mộc Kim thì tương khắc, khắc cung, khắc mệnh, khắc đường tình duyên, công danh sự nghiệp làm ăn của mình năm nay có được thuận hay không, đường tài lộc làm ăn thuận từ tháng 8 trở đi. Nhà mình có ông Mãnh chiếc trẻ rất là thiêng luôn nhá, ông Mãnh chứ không phải bà cô đâu nhá. Trời cũng khắc cụ gia tiên truyền tổ rất là thiêng. Về đường làm ăn kinh doanh buôn bán của mình thuận từ tháng 8 trở đi nhá, công việc làm ăn của mình rất tốt luôn nhá, 88 và 84 nhá, năm nay vợ chồng mình không có vận hạn gì nặng đâu, yên tâm nhá. Đường làm ăn của mình thì tất nhiên là vẫn có bị thị phi rồi, có kẻ tiểu nhân hãm hại rồi. Đề phòng cho cô một chút và giữ lời ăn tiếng nói, kiểu là có va chạm về đường lời ăn tiếng nói nhá. Các bạn chia sẻ đi nào để cô nhìn thấy comment của mình nào. Chia sẻ đi, bây giờ là 12 giờ 30 phút rồi, 25 phút cô đang phát trực tiếp để xem mệnh tạo phúc cho mọi người. Các bạn chia sẻ hội nhóm, chia sẻ công khai nhá. Ấn theo dõi kết bạn Facebook theo số điện thoại 0986130133. Và cái nữa là bạn nào mà muốn xem riêng, thực sự muốn xem riêng thì để lại số điện thoại Comment Singer biết xem riêng, và xem riêng chúng ta đặt lễ cho cô để cô xếp lịch cô gọi. Còn bạn nào hiện nay đang khó khăn về con đường sự nghiệp, khó khăn về con đường làm ăn, vận mệnh của mình nó khó khăn bấp bênh trắc trở mọi mặt luôn ấy, bạn nào muốn thỉnh vòng, thỉnh ấn, thỉnh lệnh hay là thỉnh mặt Phật thì để lại số điện thoại Comment Singer biết là mặt Phật, biết là bùa ấn làm ăn. Còn bạn nào mà muốn làm bùa bán đất hay làm bùa đòi nợ hay là làm bùa yêu giữ hạnh phúc gia đình thì các bạn để lại số điện thoại Comment Singer biết là bùa đòi nợ, bùa bán đất cho cô nhé, phải có kèm theo số điện thoại nhé, viết đúng thao tác thì cô mới trả lời tin nhắn của mình. Còn bạn nào làm đúng không đúng thao tác thì cô không trả lời tin nhắn của các bạn đâu. Rất nhiều bạn nên hỏi tại sao cô không trả lời tin nhắn của con, hay là bảo cô khinh người, không phải đâu nhé các bạn. Một ngày không biết là bao nhiêu cuộc gọi điện, không biết là bao nhiêu mấy trăm nghìn cái tin nhắn đến đấy, mấy trăm cái tin nhắn đến thì làm sao cô trả lời được hết các bạn. Cho nên là các bạn phải làm đúng thao tác thì cô mới trả lời tin nhắn của các bạn được nhé. Coca, xin chào nhé, không phải phát lại đâu nhé. Bây giờ là 12 giờ 30 phút cô đang phát trực tiếp đấy nhé, Coca nhé. Tiếp nhá, thời gian nó trôi đi rất nhanh luôn. Các bạn chia sẻ đi, chia sẻ nhanh, chia sẻ mạnh đi để cô nhìn thấy comment của mình nhá. Chia sẻ nhanh, chia sẻ mạnh, chia sẻ hội nhóm, chia sẻ công khai. Chào Trần Thủy nhá. Các bạn chia sẻ đi nào để cô nhìn thấy comment nào. Tuân Trần 1977, vợ sinh năm 1978, gia sự. Tuân Trần sinh năm 1977 Đinh Tỵ là năm nay hạn tam tai, vợ sinh năm 1978 là Mậu Ngọ, năm nay 42 tuổi nhá. Hạn tam tai. Tuy rằng năm nay cái tuổi 77 của mình cũng vướng phải hạn tam tai, nhưng mà công danh sự nghiệp năm nay làm ăn sẽ tốt đấy nhá, làm ăn rất là tốt, nhưng mà đề phòng thị phi, có kẻ tiểu nhân trồng gậy bánh xe phá ngang với con đường làm ăn nhá. Người này cũng rất là gần gũi với mình thôi chứ không phải người xa đâu nhá, cho nên là mình cũng phải đề phòng cho cô. Nhà mình có một bà tổ cô chết trẻ rất là thiêng luôn nhá. 1978 Mậu Ngọ, cái tuổi Mậu Ngọ của mình cũng là căn đồng số lính 78 nhá, rất là nặng về căn số nhá, mệnh hỏa nặng về căn về số vô cùng luôn đấy nhá, hơi cao số một chút. Cái tuổi 78 công danh sự nghiệp năm nay làm ăn có tốt hay không? Đường tài vận làm ăn của cả hai vợ chồng mình thuận từ tháng 6 trở đi nhá. Bước sang tháng 6 âm lịch công danh sự nghiệp làm ăn cực kỳ tốt, cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Trong tháng 3 và tháng 6 âm lịch cẩn thận là mất tiền mất của nhá, hao tài tốn của trong chốn gia chung nhá. Cửa nhà gia sự mùa mả đất cát âm phần nhà mình, nói về âm, nhà mình hiện nay thì không bị động âm phần đâu nhá. Âm phần nhà mình rất là đẹp luôn đấy nhá. Thờ cúng các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình đã được hay chưa? Nói về phần thờ cúng thì không chê vào đâu được luôn nhá. Quá đẹp. Thờ cũng rất đến nơi đến chốn, bàn thờ sạch sẽ gọn gàng, bao trái bát nhang. Bao trái bát nhang cũng rất là đẹp, không bị động nhá. Là phần làm lễ tạ cuối năm, lần lễ tiễn đầu năm cũng rất là gọn gàng sạch sẽ đẹp, đủ lễ, sắm lễ nghi rất là đầy đủ không thiếu đâu. Còn về phần đất ở nhà mình hiện nay thì nói là đất nó không vuông, hơi nặng nhá. Mình ở cái đất này nó hơi nặng một chút nhá. Còn không có tà khí ở trong đất đâu. Hơi khói cho nên là À,
sinh năm 66, xem đường tình duyên. Động Phạm Văn Đỗ Thị Thúy. Có phải sinh năm 66 không ta? À, Kim Dung có mặt dây chuyền nhá. Có mặt Phật. Mặt Phật đấy, mặt dây đeo đấy. Mình inbox trực tiếp qua mắt Singer cho cô đi nhá. Để cô tư vấn cho. Nguyễn Trà My xin chào nhé, chia sẻ đây nào mọi người, chia sẻ đây nào để cô nhìn thấy comment của mình nào. Chia sẻ hội nhóm, chia sẻ công khai đi nhé. Thời gian trôi đi rất nhanh luôn. Bây giờ là 12 giờ 30 phút rồi. Đấy, bạn nào mà muốn xem riêng, bạn nào mà chưa được xem thì để tối nay cô liver xem tiếp cho mọi người nhá. Buổi tối nay là 20 giờ đến 21 giờ đi. Kết nối bạn kết nối qua Zalo. Ok. Bạn nào mà chưa được xem thì để tối nay cô Ly vừa xem tiếp cho mọi người. Còn bạn nào mà có nhu cầu xem riêng thì để lại số điện thoại các mắt Singer biết xem riêng nhá. À, Kim Dung inbox trực tiếp cho cô đi nhá. Tí nữa sau Ly vừa thì cô gọi lại tư vấn cho mình nhá. Nhiều loại, nhiều giá lắm. Vũ Văn Toàn, Vũ Văn Toàn hay Vũ Văn Toàn 1986, Nguyễn Thị Bích sinh năm 1987. 1986, 1987 của bạn Vũ Toàn, 86, 87, hai vợ chồng cùng mệnh hỏa tương sinh nhé, được cái mệnh tương sinh tương trợ rất tốt. 1986, 1987 cả hai vợ chồng mình là con người đều cao số luôn, cực kỳ nặng về căn quả nhé. Trong chốn gia chung nội tộc của bạn Vũ Toàn cũng có người làm thầy rồi bạn Vũ Toàn nhé. Công việc làm ăn năm nay có được thuận hay không? Đường tài vận làm ăn của mình rất là tốt luôn nhé. Đường tài vận làm ăn của mình cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Nhà mình là có ông mãnh chết trẻ rất thiêng luôn nhé. Thờ cúng các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình thì rất đẹp. Mỗi tội là nhà mình bị mất mổ mất mả thôi nhá. Thờ cúng thì đến nơi đến chốn rồi. Mổ mả không bị động chạm gì đâu nhá. Rất là yên. Thờ cúng đẹp, đất ở được nhá. Nhà mình có người làm thầy đấy nhá. Các bạn chia sẻ để có nhìn thấy comment của mình nào. Chia sẻ hội nhóm, chia sẻ công khai nào đâu hết rồi. Ấn theo dõi các bạn Facebook, các bạn Zalo cho cô nào. Ma Thị Đào sinh năm 1981. Ma Thị Đào sinh năm 1981, cái tuổi 81 Tân Dậu, năm nay là hạn tam tai. Muốn làm gì thì làm, phải đi làm cái lễ giải hạn tam tai đầu năm đi cho cô nhé. Công danh sự nghiệp làm ăn của mình từ năm 2014 đến nay, công việc làm ăn chưa được thuận buồm xuôi gió đâu. Tuy rằng có công ăn việc làm ra rất nhiều tiền, nhưng mà tiền vào cửa trước lại ra cửa sau thôi nhé. Công danh sự nghiệp làm ăn chưa được thuận buồm xuôi gió đâu. Nay đây mai đó công việc làm ăn chưa ổn định nha. 1981, cái tuổi 81 Tân Dậu của mình ở đây, buồn thì nhiều, vui thì ít, ăn cơm chăn nước mắt, khóc thầm không ai biết đâu nhá. Trong cuộc sống của mình cũng vất vả, chân chuyên phần đàn bà nhưng cũng phải trụ cột gia đình rồi nhá, khổ cực vô cùng luôn đấy nhá. Từ giờ đến cuối năm 1981 Tân Dậu, đường tài lộc làm ăn của mình chưa có đâu nhá. Ở đây vẫn chưa thấy thuận, công việc làm ăn tiền cũng chưa thấy có về trong năm nay đâu nhá. Đồng ngân đồng xuyến năm nay mình vẫn bị eo hẹp lắm, chưa thực thuận đâu. Phạm Thị Hoài Trâm sinh năm 1998. Phạm Thị Hoài Trâm sinh năm 1998, nếu mình còn đang học bây giờ thì học rất là giỏi luôn nhá. Rất thông minh, rất giỏi giang, học hành rất là tốt nhá. Mỗi tội trầm tính một chút thôi, mình phải mạnh dạn lên nhá. Cái số của mình không có số đi xa đâu. Mình mà đi xa thì công việc sẽ bị bấp bênh chắc trở về sau đấy nhá. Nhưng mà cô xin chia buồn với bạn Ngọc Trâm nhé, cẩn thận báo cho bố mẹ rằng cẩn thận trong trốn gia chung nội tộc nhà mình ở đây là năm nay kẻo có báo tang nhá. Bảo bố mẹ phải đề phòng nhá. Bạn Ngọc Trâm nhá, nhớ nhá. Tạ Văn Tình, để lại ngày tháng năm sinh cho cô nào. 0986130133, Tuấn Văn Hà Tuân. 0986130133. Bạn nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa thì lên trang cá nhân của cô để tìm hiểu thêm nhé. Tạ Văn Tình sinh năm 1996.
1996 Bính Tý, năm nay 24 tuổi, bạn Tả Văn Tình nhá. Con đường tài vận làm ăn của mình sau này mới được hưởng cơ nhá. Từ giờ đến năm 30 tuổi công danh sự nghiệp làm ăn sẽ bị bấp bênh không được thuận đâu. Từ 30 tuổi trở đi đến 38 tuổi công danh sự nghiệp làm ăn lúc đấy có tiền có của có nhá, hưng thịnh vô cùng luôn nhá. Trong cái tháng 3 âm lịch này cẩn thận là mất tiền mất của nhá, đừng có tin bạn tin bè quá trong cái tháng 3 âm lịch này nhá. Cẩn thận hao tài tốn của, mất tiền mất của, mất oan đấy nhá. Còn về cái chữ duyên của 1996 Bính Tý, cái chữ duyên của mình trước khi đi lấy vợ thì cũng phải trả nợ duyên tiền kiếp cho cô nhá, thì sau này con đường tình duyên của mình mới không bị đứt gánh giữa đường nhá. Đường làm ăn của bạn Hiền Nguyên 1993. Hiền Nguyên sinh năm 1993, Quý Dậu. Công việc làm ăn năm nay cũng sẽ rất là tốt của bạn Hiền Nguyên, công việc làm ăn cực kỳ thuận buồm xuôi gió luôn nhá. Trong năm nay công việc làm ăn rất tốt này, đầu tư làm ăn kinh doanh buôn bán muốn đi xa cũng rất là thịnh này. 10 phân thì vẹn cả 10, công danh sự nghiệp làm ăn rất là thuận buồm xuôi gió. Còn về đường tình duyên của mình có được tốt hay không? Con đường tình duyên của mình không vướng phải duyên âm nhá. Cửa nhà gia sử mồ mả đất cát âm, phần nhà mình hiện nay thì rất yên đẹp nhá. Thờ cúng các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình có ông mánh chết trẻ linh thiêng nhá. Thờ cúng đến nơi đến chốn. Còn về phần đất nhà mình hiện nay đất ở rất đẹp, đất không có tà khí không có vong. Khánh Linh tên rất là hay, rất là đẹp. Nhìn tướng đoán vận mệnh nhớ Khánh Linh. Đường tài vận làm ăn của mình 3 năm trở về đây cũng không được thuận buồm xuôi gió đâu nhá. Chưa được thuận buồm xuôi gió, công danh sự nghiệp năm nay 2019 của bạn Khánh Linh nhá. Đường tài vận từ giờ đến cuối năm công việc làm ăn của mình cũng chưa được thuận đâu nhá. Tiền hao tài tốn của đấy, từ đầu năm đến giờ mất rất nhiều tiền rồi nhá bạn Khánh Linh nhá. Nhà mình là có một bà tổ cô chết trẻ hiện nay đi theo cái bản mệnh của mình nhá. Cho nên là cần phải tu khẩu, tu nghiệp, tu đi, tu bản mệnh cho nó tốt đi. Và trong chốn gia chung nhà mình năm nay là có báo tang nhá, ngẫm đi nhá. Báo tang ấy nhá. Tiếp nha, các bạn chia sẻ nên là để cô nhìn thấy comment của mình nào. Chào Nguyễn Lương. Đào Quang Tú sinh năm 1979, vợ sinh năm 1982. Đào Quang Tú sinh năm 1979, vợ sinh năm 1982. Hai người này là mệnh thủy hỏa nhá, thủy các thì hỏa thì tương khắc rồi, cung mệnh của hai vợ chồng mình cực kỳ tương khắc với nhau, khắc cung khắc mệnh khắc đường tình duyên luôn nhá. Cung mệnh của hai vợ chồng này muốn ăn ở được với nhau trọn đời trọn kiếp thì cũng phải đi kê đệm tôn nhang di cung hoán số cải tử hoàn sinh đi. 1979 1982 nhâm tuất, căn đồng số lính nặng về căn quả cho cái tuổi 82 nhé. Nhà mình có ông mánh bà cô chết trẻ rất là thiêng, cho mình ăn công ăn lộc, lộc âm thì nhiều lộc trần thì ít nhá. 82 nhâm tuất nè, có căn đồng số lính đến cái tuổi tận nhâm tuất à. A Di Đà Phật, ở đây mình đã đi theo thầy hay chưa? Chưa đi theo thầy đâu nhá, chịu khó tu lễ đi. Chào mọi người nhá, chào tất cả các bạn nhá. Bây giờ là 12:35, cô đang phát trực tiếp để xem mệnh tạo phúc cho mọi người. Các bạn chia sẻ hội nhóm, chia sẻ công khai, ấn theo dõi kết bạn Facebook, kết bạn Zalo cho cô theo số điện thoại 0986130133 nhá, 0986130133. Bạn nào mà thực sự có nhu cầu muốn xem riêng thì hãy để lại số điện thoại có Messenger với xem riêng nhé. Còn bạn nào mà chưa được xem thì tối nay cô Liver xem tiếp cho các bạn. Còn bạn nào muốn làm bùa bán đất hay là làm bùa đòi nợ thì để lại số điện thoại có Messenger viết là bùa bán đất cho cô nhá. Còn bạn nào mà muốn thỉnh vòng, thỉnh ấn, công danh, sự nghiệp, làm ăn, vận hạn, sát quỷ cho ta, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an, cầu công danh, sự nghiệp, làm ăn, kinh doanh, buôn bán cho nó được thuận buồm xuôi gió thì các bạn để lại số điện thoại qua mắt singer viết là vòng và ấn tham ăn để cô tư vấn trực tiếp cho mọi người nha, tư vấn trực tiếp cho các bạn nhé. Tại vì là xem hôm nay là cũng rất là trầm. Vâng, bây giờ cô xin dừng xem mình ở đây nhé.
Các bạn nào muốn thỉnh vòng thỉnh ấn làm ăn thì để lại số điện thoại qua Messenger cho cô biết là vòng vợ ấn làm ăn. Cô dành ra 5 phút để cô giới thiệu về vòng tay phong thủy. Bạn nào mà muốn cầu duyên, cầu đường tài lộc, công danh sự nghiệp, làm ăn kinh doanh buôn bán vận hạn trừ tà thì các bạn để lại số điện thoại qua Messenger biết là vòng vợ ấn làm ăn cho cô. Cô dành ra 5 phút để cô giới thiệu về vòng tay phong thủy cho các bạn nhé. Bây giờ là cô xin dừng xem mảnh ở đây và không xem nữa nhá. Bạn nào mà muốn xem thì để tối nay cô đi vờ xem tiếp cho các bạn nhé. Đây là vòng tay phong thủy theo mệnh này. Vòng tay phong thủy theo mệnh và ấn làm ăn được thỉnh theo tên, theo tuổi, theo mệnh, công danh, sự nghiệp, làm ăn và vận hạn của mình nhá. Vòng tay phong thủy theo mệnh nhá. Đấy, bạn nào muốn thỉnh vòng thỉnh ấn làm ăn được thỉnh theo tên, theo tuổi, theo mệnh, công danh, sự nghiệp, làm ăn và vận hạn thì các bạn để lại số điện thoại qua Messenger cho cô biết là vòng và ấn làm ăn nhá. Phi thiên thần kiếm linh ấn hộ mệnh, tương sinh tương trợ, công danh sự nghiệp làm ăn rất là tốt. Bạn nào muốn thỉnh vòng thỉnh ấn thì để lại số điện thoại qua Messenger biết là vòng và ấn làm ăn nhé, để cô tư vấn trực tiếp cho mọi người nha. Đây là vòng đá dành cho các bạn nam. Bạn nào muốn thỉnh vòng thỉnh ấn làm ăn thì để lại số điện thoại qua Messenger biết là vòng và ấn làm ăn cho cô nhé. Vòng tay phong thủy theo mệnh, bạn nào muốn thỉnh vòng thỉnh ấn thì để lại số điện thoại qua Messenger nhé, biết là vòng và ấn làm ăn để cô tư vấn trực tiếp cho các bạn nhé. Đây là vòng gỗ xưa, xưa đỏ Quảng Bình. Xưa đỏ Quảng Bình nhá. Sát quỷ trừ tà, làm ăn kinh doanh buôn bán rất là thuận luôn nhá. Bạn nào muốn thỉnh vòng, thỉnh ấn hay là thỉnh lệnh, bạn nào mà đang đi vào con đường cụt, đi vào ngõ cụt, làm ăn nó không thuận nhá. Bạn nào muốn thỉnh lệnh làm ăn để công việc làm ăn của mình tìm lại những gì mà mình đã mất thì để lại số điện thoại qua Messenger cho cô biết là vòng và ấn hay là biết là lệnh cho cô nhé, để cô tư vấn trực tiếp cho mọi người nha. Còn bạn nào muốn làm bùa bán đất thì để lại số điện thoại qua Messenger viết là bùa bán đất cho cô. Bạn nào muốn làm bùa đòi nợ thì viết là bùa nợ. Bạn nào muốn làm bùa yêu để giữ hạnh phúc gia đình viết là bùa yêu. Còn bạn nào muốn xem riêng viết là xem riêng, để lại số điện thoại qua Messenger cho cô nhé. Đấy, bạn nào muốn thỉnh vòng thỉnh ấn thì để lại số điện thoại qua Messenger. Còn đây là mặt Phật, bạn nào muốn thỉnh Phật thì inbox cho cô nhá. Đây là mặt Phật nhá. Đấy. Rất là nhiều vị Phật. Rất là nhiều vị Phật luôn. Bạn nào muốn thỉnh Phật thì để lại số điện thoại qua Messenger cho cô nhá. Đây là Phật A Di Đà. Đây là Phật A Di Đà nhá. Đây là Phật A Di Đà dành cho các bạn 82 và 83 mệnh thủy. Đấy, bạn nào muốn thỉnh vòng thỉnh ấn thỉnh Phật thì để lại số điện thoại qua Messenger. Bạn nào muốn thỉnh lệnh thì viết là lệnh cho cô. Bạn nào muốn thỉnh Phật thì viết là Phật cho cô nhá. Tìm lại những gì mà mình đã mất đấy, chỉ dành cho các bạn đi vào ngõ cụt thôi, làm ăn nó không được thuận thôi nhá. Đây gọi là cứu dân độ thế đấy. Tìm lại làm ăn công việc rất là tốt, rất là thuận luôn. Đấy. Phật bằng đá nhá. Đây là vòng bằng đá đấy. Còn bây giờ thì cô xin dừng ở đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối ngày nay là 21 giờ đến 22 giờ cô lại phát trực tiếp để xem mình tạo phúc cho mọi người nhá. Bạn nào muốn thỉnh vòng thì viết là vòng và ấn làm ăn. Bạn nào muốn thỉnh lệnh viết là lệnh. Bạn nào muốn thỉnh Phật viết là Phật nhá. Bạn nào muốn làm bùa yêu hay muốn làm bùa để nợ, muốn làm bùa bán đất thì để lại số điện thoại qua Messenger viết là bùa, để cô tư vấn cho mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày nay. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nha. Bye bye nhé.